nhưng mà gần được các tiểu bang. Nền công nghiệp dược của Việt Nam ở cấp độ là gần đạt cấp độ 3. Nó cấp độ 2 thì bị oan, mà nó cấp độ 3 thì hơi lố, nên là giữa giữa. Rồi, thế thì từ những thực trạng này, chúng ta lại có cái chính sách thuốc thiết yếu, chính sách thuốc quốc gia lần 2, thì trong chính sách quốc gia lần 2 này cũng có cái phần trọng tâm dành cho thuốc thiết yếu. Chính sách quốc gia lần 2 này ra đời vào năm 2007, số hiệu của nó là số 43, năm 2007. Cái tên của quyết định này đó là phát triển công nghiệp dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007 cho đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Cho nên nhìn vào đây chúng ta thấy được lộ trình 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là từ năm ở đây cái chỗ này nè, giai đoạn một là từ năm đầu tiên là năm mấy, 2007 đúng chưa, 2007 cho tới năm 2010, kế tiếp là từ năm 2010 cho tới năm 2015 và từ năm 2015 tới năm 2020. Đây chúng ta nhìn vào đây có ba giai đoạn rõ rệt như này, chúng ta nhìn thấy luôn. Đọc vào cái tên, đọc vào tên của chính sách thuốc quốc gia lần 2 này, chúng ta thấy nó nằm ở cái mục tiêu nào trong hai cái mục tiêu chung của chính sách lần 1. Mục tiêu nào? Mục tiêu 1, mục tiêu về cung ứng. Không có mục tiêu về sử dụng, đi trọn vẹn mục tiêu về cung ứng. Đó là phát triển công nghiệp dược là sản xuất với quy mô công nghiệp nè, và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng, nghĩa là chỉ đi về mục tiêu số 1 trong chính sách quốc gia lần 1 thôi. Ta nhớ những mục tiêu này ở trong chính sách lần 2, chính sách quốc gia lần 2 nó chỉ có mục tiêu về cung ứng, nó không có mục tiêu về sử dụng thuốc. Đây, hai mục tiêu đó là phát triển nền công nghiệp dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam. Trong phát triển công nghiệp dược Việt Nam, chúng ta đặt ra những mục tiêu. Trong cái chính sách lần 2 này, chúng ta đặt mục tiêu có định lượng rõ ràng, có nghĩa là có số liệu rõ ràng, chứ không phải đặt mục tiêu chung nữa, đặt mục tiêu có định lượng. Ví dụ, giá trị sử dụng tiền thuốc yêu cầu là đạt 70% thuốc nội, 70% thuốc nội vào năm 2015. Cái điều này là đạt được rồi, các anh chị. Nghĩa là tỷ trọng của thuốc nội so với thuốc ngoại là 73. Và cho tới năm 2020, tỷ trọng thuốc nội so với thuốc ngoại là 82. Tăng tỷ trọng sử dụng thuốc nội. Sản xuất được 90% thuốc thiết yếu. Nếu như năm 2010, chúng ta chỉ sản xuất được có hơn 70% thuốc thiết yếu thôi, thì mục tiêu tới năm 2020 phải sản xuất được khoảng 90% thuốc thiết yếu. Đặt mục tiêu ra như vậy. Mục tiêu về nguyên liệu làm thuốc. Về nguyên liệu làm thuốc thì phát triển các nhà máy hóa dược bây giờ mình chưa làm tốt được đâu các chị, nên cái này mình vẫn chưa làm được. Phát triển các nhà máy hóa dược sao cho năm 2015 thì chúng ta sản xuất được khoảng 20% nguyên liệu làm thuốc. Đây là thuốc tân dược, 20% nguyên liệu làm thuốc tân dược. Và năm 2020
chúng ta đạt được 50% nguyên liệu là thuốc tân dược, nghĩa là chúng ta tự sản xuất được đó. Các chị nhớ hai số này ha, một hồi chúng ta sang tới mục tiêu của cái chính sách thuốc quốc gia lần 3, chúng ta so sánh lại coi cái con số này có còn được giữ vững hay không. Chính sách quốc gia lần 2 đặt ra rằng mình tự sản xuất được nguyên liệu làm thuốc 20% nguyên liệu làm thuốc tân dược vào năm 2015 và 50% nguyên liệu làm thuốc tân dược vào năm 2020. Còn đối với lại thuốc nông dược thì năm 2015 chúng ta đạt được 30%, thì chúng ta sản xuất được 30% nguyên liệu làm thuốc nông dược và 40% nguyên liệu làm thuốc nông dược. Đặt ra những mục tiêu mình thấy nhỏ nhưng thực tế là đây là một sự nỗ lực rất là lớn, nhưng mà có thực hiện hay không thì mình xem tới cái lần 3 mình sẽ hiểu. Và một cái mục tiêu nữa đó là sản xuất được tán dược. Tán dược là những cái chất phụ trợ trong làm thuốc. Trong làm thuốc mình có hai loại, đó là nguyên liệu chính và tán dược. Nguyên liệu chính là hoạt chất đó, còn tán dược là những cái phụ trợ được thêm vào. Thì hiện nay những cái phụ trợ thêm vào nó cũng phải nhập khẩu luôn. Cho nên đặt mục tiêu năm 2015 sản xuất được 80% các loại tán dược. Nguyên liệu sản xuất kháng sinh thì sản xuất được 40% nguyên liệu sản xuất kháng sinh. Tại kháng sinh trong nước mình sử dụng nhiều quá. Tăng lên tới năm 2020 thì chúng ta sản xuất được kháng sinh là 60%. Và sản xuất được nguyên liệu dành cho thuốc kháng ung thư, thuốc nội tiết, thuốc tim mạch, thuốc tiểu đường, thuốc giảm nhiệt, hạ nhiệt giảm đau, vitamin và các loại tán dược cao cấp là những cái mục tiêu mình đặt ra. Còn về mục tiêu hoàn thiện hệ thống cung ứng thuốc thì mình vẫn đề cao cái việc là kiện toàn hệ thống lưu thông phân phối thuốc từ trung ương đến địa phương, từ trung ương đến địa phương, nghĩa là tập trung cho những vùng sâu vùng xa phát triển cái hệ thống phân phối thuốc, làm sao cho mọi người dân đều được tiếp cận với thuốc thiết yếu. Cho tới giờ mình vẫn nói câu đó các anh chị, qua bao nhiêu năm rồi có một câu nói mãi là làm sao cho người dân, tất cả mọi người dân được tiếp cận thuốc thiết yếu, mà vẫn có nhiều người không tiếp cận với thuốc thiết yếu. Đó là chúng ta chưa có kiện toàn được hệ thống phân phối thuốc ở các địa phương vùng sâu vùng xa. Và phát triển công nghiệp đi đôi với cái việc là duy trì phát triển y học cổ truyền, phát triển công nghiệp dược, thuốc tân dược, nhưng mà vẫn không quên việc phát triển nghiên cứu đối với thuốc y học cổ truyền. Cho nên tiếp tục kêu gọi hãy xây dựng những cái vườn dược liệu đạt tiêu chuẩn, thực hành tốt thu hái, chế biến và thu hoạch dược liệu GACP đi. La ra vã suốt ngày cho tới giờ cũng chỉ đạt có 6 cái vườn dược liệu thôi. Khai thác hợp lý dược liệu tự nhiên về số lượng và chủng loại. Cái việc mà khai thác và bảo tồn dược liệu, mình đã có chính sách từ hồi chính sách quốc yếu lần 1, chính sách quốc gia lần 1, chúng ta đã kêu gọi là hãy bảo tồn những cây thuốc quý. Nhưng mà cho tới hiện nay thì nhiều cây thuốc quý nó đã đi vào thuốc sách đỏ, hoặc là nhiều cây thuốc quý của Việt Nam cũng bị tuyệt chủng rồi. Lấy ví dụ như một số những cái cây, thứ nhất có thể nói tới đó là cây dạo cổ lam. Cái cây dạo cổ lam khoảng 8-9 năm về trước thì người ta phát hiện ra dạo cổ lam mọc ở một cái vùng núi ở phía bắc của Việt Nam rất là nhiều dạo cổ lam. Và khi bắt đầu lan làng lên là dạo cổ lam là một cái loại thuốc trị rất là nhiều bệnh, mỡ máu, cholesterol, rồi tiểu đường, rồi giảm cân đủ thứ nha. Thì cả một cái vùng đó người ta vác cái gùi sau lưng, người ta đi thu hoạch sạch sẽ dạo cổ lam trên cái vùng núi, không giờ không còn một cái dạo cổ lam tự nhiên nào hết, không còn một cái dạo cổ lam nào mà tự nhiên, chỉ còn dạo cổ lam được trồng thôi, không còn cái dạo cổ lam tự nhiên. Cái thời khoảng mười mấy 20 năm về trước thì cái viên bạc erin á, viên bạc erin là cái viên nó được chiết xuất từ cây gì các anh chị? Cây gì?
cái đàn đằng hay đàn đắng lên nó đàn đằng đàn đắng. Thì trước đây hệ peri được chiết xuất từ cây đàn đằng, nhưng mà đàn đằng thì là chỉ còn chiết xuất trên toàn bộ, giờ tất cả hệ peri đều là tổng hợp, khác biệt tổng hợp đó. Cách đây khoảng 15 năm về trước thì nhờ sự phát triển sâm ngọc linh thì lần đầu tiên Việt Nam được đi vào bản đồ sâm của thế giới, được đi vào bản đồ sâm thế giới, tại vì đất nước mình đâu có sâm. Từ ngày nêu lên coi có cái cây sâm ngọc linh thì Việt Nam được với cái hàm lượng saponin của sâm ngọc linh còn cao hơn cả sâm của Hàn Quốc nữa, thì Việt Nam được đi vào bản đồ sâm của thế giới. Nhưng mà thực ra cách đó khoảng 20-30 năm về trước thì thương gia của Trung Quốc đó, nó đã đi sang Việt Nam để mà nó đi thu hoạch cái một cái loại rau củ được mang tên là củ cải rừng. Nên củ cải rừng mua với cái giá là mắc hơn gấp đôi do so với lại củ cải vườn. Mua mắc hơn gấp đôi so với củ cải vườn. Thì tất cả người dân đó phát thuốc đi đi cà đào ở trên cái cây củ cải rừng đó để bán cho Trung Quốc. Tới cả mười mấy năm sau phát hiện ra cái củ cải rừng đó nó chính là sâm ngọc linh chứ. Nó khai thác gần hết rồi phát hiện ra cái cây sâm ngọc linh để mà mình đi khai thác thì sạch sẽ rồi. Vậy thì còn sâm ngọc linh đi trồng không? Không có nữa. Thế thì đó là một số những cái ví dụ người ta đã biết nó là sâm từ lâu rồi, nhưng mà nó sang kêu là củ cải rừng, nó đem những đó nó sản xuất ra thuốc cho nước nó uống, thuốc cho bên nước của nó, đâu có nói chứ mình là sâm. Thế thì ngoài cái việc chúng ta khai thác, chúng ta không có bảo tồn thì chúng ta mất hoàn toàn những cái giống dược liệu quý. Mà chúng ta bảo tồn mà chúng ta không chịu nhân giống lên thì chúng ta không có mà xài. Chúng ta lại đi khai thác tự nhiên, đi khai thác tự nhiên thì nó lại bị tiêu dụng. Cho nên ngoài cái việc sử dụng khai thác thì phải có bảo tồn và phát triển. Đó là cái việc chúng ta nêu lên. Cho nên cái vùng dược liệu JCP là một cách bảo tồn dược liệu và phát triển dược liệu. Đây là lộ trình thực hiện của mạng tôi nói lên 3 giai đoạn 2007 tới năm 2010, 2011 tới năm 2015